Là những bức ảnh năm xưa đó, là những bộ xương của người dân vô tội được dùng để đập đầu trẻ em đó, ở Ba Chúc. Là trẻ em từ 3 đến 15 tuổi thì gồm có 264 bộ xương sọ, đến 40 tuổi thì gồm có 79 bộ xương sọ. Tiên sáng lập năm 1882, cũng trốn cũng bị chúng dùng lựu đạn giết chết 40 người. Và mọi người tìm kiếm những gì còn sót lại. Mình tên là Kim Hạnh, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc và cuộc sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ một điểm đến nữa, đó là nhà mồ Ba Chúc, được tọa lạc tại thị trấn Ba Chúc, tỉnh An Giang. Trước kia là thị xã của Ba Chúc, để cho cả nhà mình có dịp đến An Giang này để mà viếng nhà mồ, tham quan nhà mồ, viếng chùa. Đây là phía trước là cổng tam quan của, để có dòng chữ là chùa Tam Bửu. Ở ngoài đây là thấy bên đây dách này có để những có ba tầng mái sơn hình lưỡng long trầu hồ lô. Và hiện tại trời đang rất là mưa, mới vừa hơi tạnh tạnh, mình ra đây để mình ghi hình để mà chia sẻ đến cho cả nhà. Và nơi đây là bọn Bon Bot đó, nó rất là, nếu mà cả nhà có xem video thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chia sẻ thêm về sơ lược và lịch sử của nhà mồ Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì vào năm 1977, có dân số hơn 16.000 người sinh sống, chủ yếu bằng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. Từ ngày miền Nam Việt Nam giải phóng, nhân dân cả nước nơi đây bắt đầu đi vào khắc phục những hậu quả mà chiến tranh gây ra, đồng thời chung tay xây dựng cuộc sống ấm no. Thế nhưng chưa được bình yên bao lâu thì lại phải đương đầu với cuộc chiến diệt chủng đêm 30 tháng 4 năm 1977 do tập đoàn Pol Pot gây ra, và tiến công cùng một lúc 14 xã biên giới của tỉnh An Giang miền Tây Nam Bộ. Bọn Pol Pot đã giết hại đồng bào một cách vô cùng man rợ, cuộc thảm sát hơn 3.157 người dân của Ba Chúc thiệt mạng từ ngày 18 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1978. Qua 12 ngày đêm bị bọn Pol Pot chiếm đóng tại thị trấn Ba Chúc, chúng đi tới đâu cướp bóc tài sản đến đó, phá hủy nhà cửa, ra tay tàn độc với người dân không kể nam, nữ, già, trẻ. Cảnh giết hàng loạt diễn ra dã man, như bị bắn, chém, chặt đầu, phụ nữ bị hãm hiếp, đóng cọc vào chỗ kín, vân vân. Và chùa Phi Lai là một trong những địa điểm bị phá hủy nặng nề. Nơi đây bọn Pol Pot giết gần 300 người dân vô tội. Khi mình từ cổng vào thì phía bên trái đây thì nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pol Pot, và phía bên này thì có một cái bảng làm là Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, có cái bình hồ lô, khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, Chi Tôn, tỉnh An Giang. Mời cả nhà mình sẽ di chuyển vào để mà, và khi vô đây thì có những bức tranh á, nói về thị trấn Ba Chúc rồi á, trường rồi chẳng hạn thôi. Và đây là tội ác của bọn Pol Pot đã gây ra cho nhân dân An Giang: tàn sát toàn tuyến biên giới 4.158 người, làm bị thương 774 người, tàn phá tài sản 4.500 căn nhà, tàn phá trường học, bệnh xá, nhà thờ ở 14 xã, tàn phá ruộng vườn, hủy hoại hoa màu 22 xã, trâu bò và súc vật khác hơn 112 con, ghe xuồng, máy bơm 85 cái, diện tích đất đai bị tàn phá 4.000 hecta, xã phường thị trấn bị tàn phá 36 đơn vị, đặc biệt xã bị hủy diệt toàn hoàn toàn 8 xã, thảm sát ở Ba Chúc hơn 3.000 người, hầu hết nhà, chùa,
công trình công cộng của Ba Chúc đều bị tàn phá. Đây là những bức ảnh năm xưa, đó là những bộ xương của người dân vô tội được gom lại sau ngày 25 tháng 4 năm 1978. Đây là sau khi được giải phóng, Hội Chữ thập đỏ An Giang đã giúp dân gom xác những người đã chết để hỏa táng vào tháng 4 năm 1978. Đây là quy tập hài cốt của đồng bào xã Ba Chúc bị bọn dân bớt thảm sát về chùa Phi Lai năm 1978. Và đây là hang ắt nơi xảy ra việc giết người hàng loạt do bọn quân bóp gây ra. Đây là hang Ba Lê, hang mang tên người thoát chết trong khi gần 50, bao gồm cha mẹ, vợ, anh chị em, dòng họ của ông đều bị quân bon bóp giết chết tại đây. Và đây là nơi núi tượng, nơi xảy ra các cuộc thảm sát hàng trăm người dân Ba Chúc. Và đây là hình ảnh bọn Pol Pot đã giết hại cả gia đình, chỉ còn cháu bé sống sót trong đêm ngày 1 tháng 5 năm 1977. Và đây là hai cháu bé sống sót đang khóc trước mộ mẹ Nguyễn Thị Khẻ và bị bọn Pol Pot giết đêm 30 tháng 8 năm 1977. Rất là nhiều những em bé nạn nhân còn sống sót lại trong thảm sát đó. Ghê quá. Châu bò đồ đều bị hết luôn. Và tiếp tục những hình ảnh khác. Ở đây là trưng bày rất là nhiều hình ảnh mà thảm sát năm xưa. Ở đây là trẻ em bị giết dưới chân núi tượng, nằm sắp lớp dưới đó, dưới cái chân của núi tượng ở năm xưa. Trẻ em không à. Đây là giết hàng loạt người tại cánh đồng Ba Chúc luôn. Này là cánh đồng núi Phú Cường, hàng trăm người chết nằm chồng lên nhau. Cắt rồi tùm lum hết trực chân. Xác ông Thủ Lễ chùa Bồng Lai, một chức sắc của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, bị bọn Pol Pot giết vào ngày tháng 4 năm 1978. Này là chùa Tam Bủ nè, bị trúng đạn pháo của quân Pol Pot tháng 4 năm 1978. Này là nhà cửa của nhân dân đều bị tàn phá hết, ruộng vườn. Và đây là chợ Ba Chúc năm 1975 bị bọn Pol Pot tàn phá lúc mà tháng 4 năm 1978. Đây là nhà trưng bày hết những di ảnh. Và đây là những dụng cụ á, chẳng hạn như dùi cui này. Cái này là dùi bọn Pol Pot dùng để đập đầu tàn sát nhân dân Ba Chúc năm 1978. Và đây là mìn chống cơm, vũ khí của bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào ở Ba Chúc năm 1978. Và đây là dao bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào ở Ba Chúc. Và đây là lưỡi lê bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào ở Ba Chúc. Và tới tiếp ở đây là cây với lại khúc tầm vong, cũng bọn Pol Pot dùng để đập đầu trẻ em ở Ba Chúc. Dùng cây này mà đập đầu trẻ em thấy ghê thiệt. Và đây là những can xăng cũng bọn Pol Pot dùng để đốt nhà và của đồng bào ở Ba Chúc luôn. Còn bên đây thì mình thấy có một cái tủ trưng bày sản phẩm truyền thống từ cây bàng thị trấn Ba Chúc, sản phẩm làm những nón giỏ sách. Rồi rồi mời cả nhà mình sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo. Là một quần thể công trình rộng khoảng 5 hecta, gồm như nhà mồ, nhà lưu niệm, hội trường, chùa Tam Bủ và chùa Phi Lai. Công trình nhà mồ Ba Chúc hiện được tái thiết kế theo hình hoa sen úp ngược với 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng nhằm giảm bớt tang thương chết chóc. Và đây là thời gian sẽ mở cửa nha cả nhà, nói trước đi, từ 6 giờ sáng tới 17 giờ chiều. Và mình mời cả nhà sẽ di chuyển vào phía bên trong nhà mộ. Bên trong cổng của nhà mộ Ba Chúc thì nhà mộ Ba Chúc là một công trình kiến trúc
có hình cánh hoa sen úp ngược với tám cánh được sơn màu trắng để tránh sự tang thương và chết chóc đau buồn. Và mời cả nhà mình sẽ di chuyển. Và khi mình bước vào bên trong, những mỗi tòa một cánh sen thì để nơi mà lưu trữ những hình, những hài cốt đầu lâu thì theo độ tuổi và giới tính khác nhau, chẳng hạn như là nữ trên 60 tuổi, hài cốt người ta sắp từ theo cái xương đầu với xương chân đồ khác nhau hết. Như đây cánh hoa sen này là nữ từ 21 đến độ tuổi 40 thì có 155 xương sọ và xương ống đồ. Thì ở đây cánh hoa sen này cũng vậy, thì nữ từ 16 đến 20 tuổi thì gồm có 88 là xương sọ, giống như là nói về độ tuổi và giới tính khác nhau. Chẳng hạn đây là trẻ em từ 3 đến 15 tuổi thì gồm có 264 bộ xương sọ, xương ống, xương tai, xương hàm rồi, rất là nhiều, nó nhỏ. Còn đây là số sọ không xác định tuổi và giới tính thì gồm có 142. Và đây là nam trên 60 tuổi thì gồm có 88 bộ xương sọ và xương ống. Còn nơi đây thì nam từ 21 đến 40 tuổi thì gồm có 79 bộ xương sọ và xương ống, xương chân luôn. Tiếp tục là nam từ 41 đến 60 tuổi thì gồm có 102 bộ xương. Thì ở đây thì thiết kế giống như một hình cánh hoa sen úp ngược, thì gồm có 8 cánh được sơn màu trắng thì để tượng trưng cho giống như là cái sự tang thương chết chóc nó không còn nữa. Và bây giờ mình sẽ mời cả nhà mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Và đây phía trên trần thì cũng làm kính hết, làm màu trắng là tránh sự tang thương chết chóc đau buồn. Thì qua đây cũng thì có một cái lư hương để mà thắp nhang đấy, dâng lên và cái bàn thờ. Và nơi đây thì mở cửa từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều là sẽ đóng cửa toàn bộ. Mời cả nhà mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Tới đây mình mua vàng ăn cơm cúng với em gái ơi. Từ ở cổng mình đi vào thì mình đi qua đây là hướng bên phải. Đây có ba hòn đá dựng đứng lên. Và ở đây là chùa Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Và mời cả nhà mình sẽ di chuyển ghi hình. Đằng xa mình thấy một kiến trúc hình nhà khối vuông. Phía bên trên có một cái bình hồ lô sơn màu vàng 3 tầng có hình chữ vạn. Sơn màu cam cam cái tòa chùa tiên sáng lập năm 1882, hậu tái thiết là năm 2020. Và đây là mình khi mình bước vào bên trong có một bàn thờ chư vị 15 ba lại. Và đây có những kiến trúc cổ quá thì làm bằng mây rộng màu xanh, phía trên trần thác nước núi non, phía tiếp theo là những bức phù điêu về rồng đất nổi, rất là nhiều hình tướng khác nhau và nhiều màu sắc. Và cổ còn mấy tâm. Và kế tiếp liền kề thì có một bàn thờ lịch đại tiên sư. Mời cả nhà mình sẽ đi tiếp theo.
Và tiếp theo gian bên trái là Cử Huyền Tiên Hoàng Tiên Tổ. Và mời cả nhà mình sẽ di chuyển ra phía bên phải. Và phía bên phải đây là cũng bàn thờ Cử Huyền Tiên Hoàng Tiên Tổ. Và mình cũng nói thêm về chùa Tam Bửu á, thì cũng được tọa lạc tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, thì tỉnh An Giang, cách núi Tượng khoảng 200 m. Chùa thì do ông Ngô Lợi là một người dân yêu nước trong phong trào Cần Vương và là giáo chủ đạo Hiếu Nghĩa đã cùng với tín đồ xây dựng vào ngày 26 tháng 6 năm 1882. Theo địa chí An thì ông Ngô Lợi khai sáng đạo từ năm 1867 tại Ba Chúc. Như vậy trước khi có chùa vào năm 1882, nơi đây chỉ là đồng ruộng. Cho đến khi cuộc khởi nghĩa của ông Ngô Lợi và cùng với Văn ông và Võ Văn Khả nổ ra cây lạy ở Mỹ Tho vào năm 1877 đến 1879 thì bị thất bại, bị thực dân Pháp truy nã gắt gao. Ông dẫn được tín đồ của mình và nghĩa quân rút về thôn An Định mà lập chùa này. Thì theo đây là chùa Tam Bảo, thì cũng là Bon Bót, bọn Bon Bót bắt hơn 800 người dẫn ra cầu sắt Vĩnh Thông, dòng ông tướng và nhiều nơi khác bắn chết, như chẳng hạn cánh đồng núi Phú Cường, Ba Chúc và núi Tượng. Chùa Phi Lai là do ông Ngô Lợi xây dựng ngày 19 tháng 1 năm 1877. Mời cả nhà mình sẽ di chuyển vào. Và chùa Phi Lai là một trong những địa điểm bị phá hủy nặng nề. Nơi đây bọn Pol Pot giết gần 300 người dân vô tội. Và hội chữ thập đỏ của An Giang đã tham gia gom xác của những người đã mất để hỏa táng vào tháng 4 năm 1978. Và mọi người tìm kiếm những gì còn sót lại. Đóng xương người được cất giữ tại nhà mộ dựng tạm sau chùa Phi Lai. Di vật xương sọ đều bị sứt mẻ do bị đập đầu hoặc đạn xuyên phá. Nhà mộ đầu tiên được xây dựng ngay sau khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc vào năm 1979. Khi đó nhà mộ được xây dựng khá đơn giản theo hình lục giác, với đặc điểm nổi bật là bốn cánh tay cầm bốn thanh kiếm đẫm máu cắm xuống đất, thể hiện ý chí căm thù của người dân Việt Nam đối với bọn giết người mang rợ Pol Pot. Và năm 2013, nhà mộ được xây dựng lại là một quần thể công trình rộng khoảng 5 hectare, gồm như nhà mồ, nhà lưu niệm, hội trường, chùa Tam Bửu và chùa Phi Lai. Và ở phía sau này của chùa là một cái sân thiên tĩnh để mà cân bằng ánh sáng, để mà lưu thông không khí ở chùa. Ở dưới cũng có trưng bày những cái lưu nè, cột cờ nè. Ở phía bên trên mình thấy cũng có một cái tòa tháp. Lót sân toàn là gạch tàu. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào phía bên trong chánh điện ở phía sau.
Và ở phía sau này là chánh điện, đây là có một cái giá để 8 bộ binh khí. Và nơi đây là thấy có trải một tấm đệm ở phía dưới nè. Ở đây có một cái bàn thờ, có vẽ những cái bức tranh, bức hình ở trong chính điện. Mà sao mình vô đây mình thấy ớn ghê luôn á, nổi hết da gà luôn á. Và phía đây thì cũng có những bao lam hành phi liễn đối nè, ở phía trên thì cột kèo rồi. Đây có bốn cây cột nè, màu vàng nè, chống đỡ nè, giả cẩm thạch á, nhưng mà nó bằng bê tông. Với những cây cột và nơi đây thì trong chùa có một cái bảng ghi là lính Pol Pot ném 2 quả lựu đạn sát hại 40 người dân năm 1978. Thấy đây có để những cái ghế không á, ngồi á, để giống như cái ghế mà để cúng hay sao á. Dưới bàn thờ của chùa có 43 người lẫn trốn cũng bị chúng dùng lựu đạn giết chết 40 người. Và ở đây là cái một cái bàn thờ, thờ ở dưới là rất là nhiều cái ly hương, phía trên là một cái ly quăng á, trải một tấm chiếu, có để những cây đèn dầu. Và ở đây là đối diện, đối xứng thì cũng có một cái bàn thờ để những đôi giày cũ ở phía dưới và những đôi giày mới để ở phía trên, mà để ở trong những cái tủ kính.